Sài Gòn ngày xưa từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, một thành phố sầm uất ở gần cửa biển với tên gọi ban đầu là Bến Nghé, rất thuận lợi cho các hoạt động giao thương đường thủy. Do đó, ngay từ khi đặt chân tới Đèn Trong, chánh quyền của chú Nguyễn đã từng bước thiết lập một bộ máy hành chánh quân sự tại đây. Thời Nguyễn Phúc Ánh chọn Gia Định làm kinh đô, ông còn cho xây dựng xưởng Chu Sư trên khu vực Ba Son để đóng và sửa chữa tàu thuyền. Ngay trong những đội thủy quân hùng mạnh đó, không thể thiếu người đầu bàn mà dân thở đó gọi là Chà Và, vốn có kiến thức và kinh nghiệm về đường biển hơn hẳn người Việt. Ở thế kỷ thứ 20, miền Nam lại xuất hiện thêm một sắc dân mới, người ta thường gọi là anh Bảy Chà. Vậy liệu rằng anh Bảy Chà này có liên quan gì tới người Chà Và và thời Nguyễn hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sau đoạn intro. Theo ghi chép từ Đại Nam Thực Lục, vào năm 1679, tướng cũ nhà Minh là Dương Ngạn Địch Trần Thượng Xuyên cùng Trần An Bình đem quân tới cửa biển Tư Dung và Đà Nẵng. Vì không chịu làm tôi tớ nhà Thanh nên cậy nhờ chú Nguyễn cho nơi nương tựa. Xét thấy đất đồng phố, tên cũ của Gia Định, đồng ruộng phì nhiêu nhưng lại bỏ hoang, ít người, bèn cho phép họ tới khai khẩn để ở. Từ đó mà dựng phố xá, xây thêm nhiều cảng sông và cảng biển, mở rộng giao thương với Tây Dương, Nhật Bổn, Chà Và. Dựa vào nội dung do quốc sử Triều Nguyễn ghi chép, chúng ta có thể tạm kết luận tên gọi Chà Và đã xuất hiện trễ nhất từ thế kỷ thứ 17, nhưng chưa thể kết luận người Chà Và là ai, họ sinh sống ở đâu. Lật lại cuốn Gia Định Thành Thống Chí của Trịnh Hoài Đức, ông cũng ghi chép về sự việc tương tự như Đại Nam Thực Lục và chú thích rằng Chà Và là người Đồ Bà hay Đồ Bàn, tức là người Chăm. Ở đồng bằng sông Cửu Long cũng từng có địa danh Đồ Bà Châu hay Cù Lao Chà Và, nằm ở phía đông Cù Lao Cái Vừng ở thượng lưu Tiền Giang. Để giải thích về tên gọi này, người ta thường liên tưởng tới đảo Java ở Indonesia, một hòn đảo từng là trung tâm của nhiều đế quốc hùng mạnh và có mối liên hệ mật thiết với vương quốc cổ Champa trên lãnh thổ của Việt Nam hiện tại. Vốn là những người giỏi về ngành hàng hải và buôn bán, theo di cảo của Trường Vĩnh Ký thì người Khmer cũng gọi người đầu bàn là Chà Và. Về sau, danh từ Chà Và còn được người Việt đánh đồng với các lưu dân người Ấn Độ sống tại Việt Nam, hay thậm chí còn đặt cái tên này cho những anh lính Mỹ đen trong quân đội Hoa Kỳ do có da màu nâu đen. Chẳng ai biết người Ấn Độ được gắn liền với danh từ Chà Và từ khi nào, chỉ biết họ thường sinh sống ở những khu chợ cũ và bến cảng của Gia Định xưa như Ruoye, Katina, Rutarang, nay là đường Tôn Thất Thiệp, Đồng Khởi và Hồ Tùng Mậu. Cho tới khi chợ Bến Thành mới được xây dựng, khi chợ cũ bị thiêu rụi, thì cộng đồng người Ấn lại tập trung ở những tuyến đường xung quanh chợ mới. Dựa vào nguyên quán hoặc đẳng cấp của họ mà lại có những cái tên khác như chà Bombay hay chà Chetty. Nhóm chà Bombay tới Sài Gòn từ những thập niên đầu của thế kỷ 19. Họ là những người thương gia tìm tới Đèn Trong, giờ này từng có thời điểm bị Ấn Độ hóa mạnh mẽ, từ đó mà lập ra những ban hội kinh doanh ở Sài Gòn xưa. Còn về người chà Chetty, phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu của Ấn Độ và cũng theo dòng giao thương mà tìm tới vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi tới Bến Nghé sinh sống, cho tới khi Nam Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp. Sẵn có mạng lưới thương mại ở Đông Nam Á, cộng đồng Chetty ở Ấn lại tiếp tục theo chân người Pháp tiến vào Việt Nam, thiết lập nhiều trung tâm thương mại tại Sài Gòn và Hà Nội. Nghề nghiệp phổ biến nhất của họ là cho vay nặng lãi, thế chấp nhà cửa ruộng đất một cách hợp pháp. Do đó, tên gọi của họ dần gắn liền với nghề nghiệp. Bất cứ ai hành nghề cho vay đều được gọi là làm xá tri hay làm xét tri. Ở miền Nam xưa còn xuất hiện tên gọi là Chà Mani, tức chỉ những người có nguồn gốc Manila, Philippines và cũng có nước da hơi ngăm đen như vậy. Do đó, ngày xưa người miền Nam thường hay ngân nga giai điệu bài hát Rico Vacilon của Cuba và chế lại thành Cha 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 Mani lấy chồng Chà Và, một câu hát nghe vui tai, dễ thương và mang đậm dấu ấn tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Một bức tranh khắc năm 1872 và được in trong tạp chí Le Tour du Monde, xuất bản năm 1875,
đã miêu tả quang cảnh một ngôi chợ Sài Gòn, cho thấy người Ấn Độ, người Hoa và người Chăm đã sớm buôn bán sinh sống ở Nam Kỳ. Bên cạnh những tầng lớp thương nhân cao cấp, cộng đồng người Ấn bình dân đa số là lính gác cho Pháp hay công nhân khai thác đồn điền cũng sống chan hòa cùng dân nghèo Nam Kỳ. Cuối thế kỷ thứ 19, họ chuyên hành nghề đánh xe thổ mộ, về sau lại làm nông dân, lấy vợ Việt và định cư ở Nam Kỳ, dần hòa huyết rồi trở thành người Việt Nam chánh gốc. Cộng đồng người gốc Ấn tuy không quá đông đúc, nhưng dần cũng trở thành một trong những sắc tộc phổ biến của Nam Kỳ thời điểm đó. Đại đa số người Ấn ở Đông Dương là người Tamin từ Nam Ấn, đa dạng tôn giáo và đa dạng văn hóa. Từ đó, họ cho xây nhiều nhà thờ, đền thờ theo tôn giáo của mình. Hiện nay ở quận nhất, vẫn còn 3 ngôi đền thờ Ấn Độ, mang đậm dấu ấn Hindu giáo mà cả người Việt Nam lẫn người Ấn đều thường xuyên lui tới để cầu nguyện. Đó là chùa Bà Ấn ở số 45 Trương Định, chùa ông Subramanian Swami ở số 98 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đền Sri Thendai Yuttapani ở số 66 Tôn Thất Thiệt. Sau năm 1975, người gốc Ấn di tản khỏi Sài Gòn, được chính phủ Ấn Độ hỗ trợ hồi hương. Đa phần những người ở lại Việt Nam là con lai Ấn Việt theo Hồi giáo. Tài sản của họ bị quốc hữu hóa và hòa vào đời sống nghèo khổ của toàn thể dân Việt nhiều năm sau đó. Những ngôi đền Ấn giáo cũng bị đóng cửa mãi tới đầu thập niên 90 mới được mở cửa trở lại do sự mở rộng ngoại giao với quốc tế. Khi tổ chức Hồi giáo cực đoan ISLS làm rúng động thế giới trong nhiều năm trước, cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng và tấn công bởi nhiều người dân trí thấp, mặc dù đa số họ đều là con lai có quốc tịch Việt Nam hoặc đã hoàn toàn là người Việt Nam thuần chủng, chẳng có liên quan gì tới tổ chức ISLS. Tên gọi Chà Và cho tới ngày nay vẫn còn được đặt cho nhiều cây cầu ở Việt Nam, điển hình là cây cầu Bắc Qua Kinh Tàu Hủ, được chính quyền thuộc địa xây mới để thay thế cho cầu Malabar đã xuống cấp, do khu vực này có nhiều người Ấn sinh sống, chủ yếu là kinh doanh vải và cung cấp sữa cho Sài Gòn, nên người dân gọi là cầu Chà Và. Tên gọi này được giữ nguyên tới tận ngày nay. Hãy subscribe.
những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Mái tóc xòa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài, lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm thời gian.
và nảy người.